Ba về sớm vậy? Ừ, nhờ nó đi cao tốc cho nên nhanh được chút. Ngọc, dạ, đem xuống bếp cho ba. Dạ, gì ba? Rắn á. Nhất trên đời đó. Cái thằng gì vậy? Hình như con thỏ nó chui vô đây. Đâu có, tôi thấy con thỏ chạy qua đó mà. Cãi tôi hoài. Đó là lý do mà anh sợ rắn đó ba. Ai? Ai là người có uy tín nhất trong căn nhà này đứng ra giải thích cho tôi biết tại sao cái cạm nó mở cái nắp ra kìa. Tại sao vậy hả? Để cho tâm ý nó kiểm tra nè. Đính đi. Kiểm tra đi con. Dạ nha. Không có con nào trong đó nó chạy ra ngoài. Tôi quyên sinh cho mấy người vừa lòng đó. Có không có? Có. Có con nào không? Sao mềm xèo vậy? Chết rồi. Trời ơi. Thằng điên kìa. Đi kiểm tra đi con. Không có kìa. Ai gắn kìa, gắn kìa. Gắn kìa. Mày im đi nghe. Không phải con rắn hả? Dạ, cái này là sợi dây cột rắn mà. Tôi biết rồi, nãy tôi con rắn thôi. Trời ơi, nó bò đi đâu vậy ta? Bình tĩnh. Nó bò đi đâu rồi? Nó chỉ lòng vòng ở trong nhà này thôi. Bây giờ mọi người chia nhau đi tìm, hiểu chưa? Cái gì ngộ vậy ta? Cái gì vậy trời? Vụ gì đây? Cái gì vậy? Hả? Từ giờ tới lúc bắt được mấy con rắn á, mọi người phải mang cái này vô nha. Kể cả lúc ngủ cũng phải mang nha. Ăn cũng phải mang, đi toilet cũng phải mang luôn á. Trời đất ơi, mang cái này vô khó chịu muốn chết luôn. Sao mà ngủ được anh? Khó chịu cái gì mà khó chịu? Em biết mấy con rắn độc á, nó mổ một cái là chết queo luôn á. Đúng rồi, nó nói cũng đúng. Thôi mấy đứa mang vô đi. Chọn đi mọi người, chọn đi. Quá. Có cái sơn màu rồi. Nó không có dám bu vô đâu. Rắn độc là rắn có độc hay không có độc ta? Hỏi ngu quá đi. Rắn độc là đương nhiên nó phải có độc mới gọi là rắn độc chứ. Thì em không biết, em có quyền em hỏi thôi. Đúng rồi. Lam Chi à, rắn có độc thì người ta mới gọi là rắn độc đó. Ước gì mình cũng có độc ha. Chi vậy? Nhỏ này tào lao à. Ước gì ngu vậy con. Từ giờ trở đi mọi người phải hết sức cẩn thận nghe chưa, đề cao cảnh giác. Nếu mà nó cắn con thì con sẽ lập tức cắn lại nó. Em đừng có nhảy, lỡ con rắn nó giật mình, nó nhảy ra nó cắn em đó. Đâu đâu, rắn đâu, rắn đâu. Ủa vậy hả? Trời ơi, cảm ơn nghe. Rồi. Bực bội quá. Ủa, ông thảo ra con rắn nó cắn ông đó. Chú Tư mới gọi điện lên nói là cũng nó phải rắn độc. Vậy là tốt rồi. Trời ơi. Ủa, sao mọi người cởi ủng ra hết vậy? Không phải rắn độc con ơi, đừng có lo à. Trời ơi, làm con mang ba cái ủng này khó chịu con chết luôn à. Ủa, mà chú đâu rồi con? Dạ, con thấy chú ở trong phòng á con. Anh ơi, xuống đây nè. Trời ơi, sao lại cởi ủng nó hết vậy? Mang vô đi con rắn nó cắn bây giờ đó. Dạ, chú ơi, con đó không phải rắn độc đâu chú. Không phải rắn độc nhưng mà nó cũng là con rắn. Thiệt, mọi người y lắm nha, chưa bị rắn cắn bao giờ chưa biết đúng không? Anh làm lố quá à. Tôi mặc kệ mấy người nha, bị nó cắn đừng có đổ thừa tôi nha. Tôi có biết gì đâu đó. Đầu nó đó. Trời ơi, ghê chưa? Cái này cộng với nịch mà chú. Cái nịch của tôi mà.
Cái gì vậy? Sao tự nhiên em đang ngủ mà anh bật đèn? Cái gì vậy? Phòng ngừa lỡ mấy con rắn nó chui vô phòng mình sao? Anh đi ngủ giùm em thì được không? Ừ. Nè, anh đang làm gì vậy? Thì đi chuẩn bị đi ngủ. Anh đi ngủ mà anh tính mặc nguyên bộ đồ vậy đó hả? Ừ. Thôi vậy đi, lỡ rắn chui vô cắn anh sao? Trời ơi là trời. Em cứ ngủ đi, đừng lo cho anh. Thèm sợ chứ. Đi xuống con. Trời đất ơi. Sáng sớm mà la lối ông sòm. Chú lại thấy rắn kìa cô. Mình có nên lên xem thử không cô? Không cần đâu. Chắc ảnh lại thấy dây nịch rồi tưởng là con rắn nữa chứ gì. Hay ba la hoài mà không biết khen tiếng gì trơn trời. Chắc là ba lại gặp cái gì nữa rồi đó. Hey, đừng lại đây nha. Đầu đó, đừng lại đây nha. Chú ơi. Cái cơm gì ăn, rắn kìa. Nó bò dưới nhà ông kìa. Ủa, con rắn thiệt nè. Đừng rồi mấy ơi, đừng rồi mấy. Đừng có làm gì nguy hiểm lắm. Ngọc ơi Ngọc, ta nói là mấy con rắn đó, tâm ý nó bắt hết rồi, nó trả cho người ta hết rồi. Con biết rồi, nhưng mà ba ơi, có khi nào mấy con rắn đó nó đẻ trứng ở trong trà mình không ba? Ông quan tưởng vừa thôi. Không phải đâu, tại vì con thấy có một con rắn cái bụng nó bự lắm, giống như là có chữa, giống như cái bụng của ba vậy đó, nó bự lắm. Con nghĩ thế nào nó cũng đẻ trứng ở trong nhà mình à. Tào lao quá đi à. Nó lên cơn nữa rồi. Ê, trứng rắn vậy con? Vô con trứng rắn, không tin con. Nó bự ghê luôn á. Ủa, sao nó tưng được hay vậy? Trái bông bàn ông ơi, trái bình bông. Anh này thiệt luôn á, làm giật mình à.